các bạn ạ. Ồ, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với những nội dung tiếp theo trên kênh của mình nhá. Như lời hứa với chú Quang, hôm nay là đi lên rừng đi sinh tồn các bạn ạ. Đi lên rừng đi trải nghiệm những cái thứ mới mẻ hơn một chút. Đi cùng là chú Quang và lại với mấy anh em nữa. Cả mình nữa là 5 người đi. Hôm nay đi là sẽ ngủ ở trên rừng luôn. Sau có thể là nếu nghe xem nó có hiệu quả hay nào, có thể là ở tiếp các bạn, không có thì là ngủ tối nay ngày mai rồi về. Cái này là nếu nói về cái rừng già chắc lần đầu tiên mình lên các bạn. Cái rừng này là ở bên Hà Giang. Đi khi nãy di chuyển một xe mấy quãng đường cũng là khá là xa đấy, bây giờ mới đến đây. Giờ bỏ xe ở dưới kia, bây giờ đi bộ lên cũng phải là tầm khoảng là như chú Quang nói bảo đi tầm khoảng là một đi nhanh ấy là quay 1 tiếng 30 phút nữa mới đến nơi. Ngày hôm qua các bạn thì chú Quang với mấy anh nữa thì cũng đã đi bẫy trước rồi. Hôm nay là chỉ đi xe mới, đáng nhẽ đi từ sáng sớm nay cơ, nhưng là do mấy anh em thì cũng bận một chút công việc của bạn, công việc đám cưới, vì thế là mai di chuyển lên buổi chiều. Bây giờ cũng rất là sớm rồi nhưng di chuyển này không biết khi nào đến nơi đây. Cái đường này cũng gọi là cái đường mòn, chắc là mọi người bà con cũng đi lại nhiều, các bạn kéo gỗ chăn trâu này đó thì đã vào rừng, có những cây to như này rồi. Toàn cây to không các bạn ạ, đó. Đây, bên dưới này. Cái rừng như kiểu như là rừng nguyên sinh luôn rồi các bạn. Vừa đi mình nghỉ ngơi. Hôm qua để làm chú qua với chú cháu là cũng là đi hạ bẫy cũng là nhiều lắm rồi, không biết hôm nay đi thế nào đây. Ôi chú Quang, cái cây này giống như kiểu như cái cây cái gì ấy, cây thâm cái gì ấy nhỉ, cái này này. Không, cái cây bé bé này này, cơ này này. Hả? Cây này này. Cái đỏ đỏ này á. Không phải cây sâm đâu. Không phải cây sâm. Như kiểu giống như cây gì đấy nhỉ, cây này này. Không phải cây sâm, nhưng mà cái này cũng không biết là cây gì, có không phải cây sâm. Vâng, nhìn giống giống. À, chắc là cái gọi là cái em của nó chẳng hạn. Em của nó ạ. Vâng. Rồi mấy anh em cũng đi chưa các bạn à. Đấy, đồ đạc chuẩn bị hết, các thứ thì nồi niêu song chảo với các thứ thì nhu yếu phẩm, ví dụ như là mắm muối mì chính này, bắt đầu là gạo này, còn là rượu thì không thể thiếu được rồi, đi lên rừng đó. Không, còn là đồ rau cỏ thức ăn thì là không cầm mang cái gì đâu, chỉ có là lên rừng thì là tự kiếm thôi. À, các bạn thấy không, cây một cây này to ngay chỗ đường đi này. Cái cây này gọi là cái gì chú, sao cái này họ dân cũng không chặt mang để bán nhỉ? Cây của cưng ạ. Cái cây này họ dân người ta cũng không chặt mang đi bán nhỉ? Cây này là cột tốt, gọi là cây của cưng ạ. Cây của con ngựa, vâng. Cưng ạ. Vâng. Nó, quả của nó là ít xịt quả, ít xịt là cái cưng ngựa của nó đấy. Phân ngựa đây gì đúng không ạ? Ừ, cái phân ngựa. Nói cái từ phân ngựa đi cho nó nghe thấy nó... Ui toàn cây to nhỉ? Đây rừng già nó khác. Tí cả lên trên kia còn to hơn nữa. Ui, càng vào trong sâu này bây giờ càng ngày thấy càng lạnh càng rét đi rồi. Vào trong rừng già nó khác thật, thời tiết. Vào trong đấy xong điện thoại không có. Ở lên đấy là giống như kiểu như là biệt lập với là thế giới bên ngoài các bạn, là không có sóng điện thoại. Đấy, vào đấy thì là ai mà có bảo là muốn là liên hệ như nào vào cũng không được các bạn. Mấy cái em đi nhanh thật, quen đi rừng. Con giòn này. Toàn cây to này. Thì xưa đấy chú bẫy chỗ này là nhiều lắm à? Nhiều lắm, chỗ này mới đi sang đi cũng 2 cây số nữa. Nó cỏ nó qua đường chỗ này rồi, qua đường chỗ này nó nhảy xuống này, xong rồi có đường lên trên kia. Vâng, nghe chú Quang kể mà là xưa đây là nhiều thú rừng lắm, chú là sang với chú bẫy được nhiều lắm. Bây giờ thì bây giờ chắc không có đâu á. Bây giờ nó sang đỉnh bên kia thôi. Có nhưng là hiếm đúng không? Vẫn thì thảo vẫn có đúng không ạ? Có, sang đỉnh bên kia. Rừng già, sang bên rừng bên kia thì rừng bảo to còn rậm hơn nữa.
đúng rồi, cái cò kìa, cò kìa này kìa. Không mang gạo đâu. Bảo là mấy anh em bảo là chú Quang bảo mang rồi, mọi người mang rồi thôi không mang nữa. Ú thoải mái. Ui rồi. Đến đây rồi chuẩn là phải đeo ủng bao các bạn đi đường. Đấy phải sắm đôi ủng mới tinh đi cho nó sướng. Go đi dép này nguy hiểm nhỉ. Đúng rồi. Leo trèo đá các thứ thì nhiều. Nó có đá nhiều, mà có gai nữa. Có gai nữa là phải. Để đảm bảo ấy. Cũng để đảm bảo. Cái chỗ bấy nó phải nên cái chỗ như thế, nó phải là gai góc đá rậm rạp thì nó mới có được. Lên đây là chắc là chia ra các bạn là vì là hôm qua chú Quang này với Sánh này với một anh nữa, ba anh em này đi bẫy là mỗi người là bẫy một một chỗ khác nhau. Vì thế là đi xem mình đi theo một người, mình theo đi theo Sánh. Đi xem bẫy, ngày mai là theo chú Quang. Phần ra. Ờ, đi thôi. Toàn chuối rừng không các bạn ạ? Chuối ở đây những hoa bắp bi thì không phải nói rồi. Ở đây để những nơi lý tưởng để cho những con sóc nó ở, nó ăn, chuyên ăn quả hoa chuối này. Thôi đi thôi, không có tí lại tối đấy các bạn ạ. Đến bẫy giờ. Được con gì? Được con sóc thôi. Sao nhìn thấy rồi? Bẫy nhìn thấy hết. Sóc đỏ, nó còn sống. Sóc đỏ. Ô các bạn được một con rồi, vào phát được dính. Cái đầu tiên là dính may luôn rồi. Thôi những cái cảnh này thì mình không ghi hình các bạn nhé. Ô vào phát là được con luôn. May quá các bạn, cái đầu tiên là đã ổn rồi. Kiểu gì một tí thu hết rồi. Đây à, bịt như này để nó khỏi qua chỗ này à. Đây à, ôi dồi, có kinh nghiệm hết. Phát đầu tiên là một con. Thức ăn vậy là có tí chất tươi đấy rồi. Ở đây mọi người ta bẫy nhiều các bạn, những cái do rừng to rừng già với nhiều. Nhiều quá bẫy không thể hết nào tài được. Đây, những cây gỗ to ta chập nó đổ xuống như này này, cắt xuống. Đây là những cái cành, cái ngọn thôi. Wow. Đi chú giúp cũng là căng đấy. Cái này mấy anh em đi bẫy không phải đơn giản, đi chú như này mà các bạn. Mình chỉ theo sau là coi như là đi trải nghiệm. Hả? Làm sao bị người ta trộm bẫy á? Có dính cái gì không? Hả? Dính ra á? Nó lấy ra đi này. À, có người đúng không? Có người, nó ra cái cây này này và cắt thì... À, họ vừa cắt cái cây này, thằng nào thấy cái bẫy này các bạn ạ? À? Không có chưa cắt đâu mà, không có tới đi qua đây chưa cắt đâu. Thế thì vừa mới cắt sang này thôi. Thế nó làm hỏng hết một cái bẫy của mình nhỉ? Kiểu đây là lỗ, lỗ chuột xong rồi mình bẫy. Ồ, đây đúng là cái lỗ nó này. Ừ, xong rồi tới bẫy nhưng mà nó về chắc là nó nhìn bẫy thôi, nó bật. Bật. May quá nó không lấy cái bẫy của mình. May nó không lấy cái bẫy, còn cái bẫy các bạn ạ? À? Thế à? Đây, họ vừa chặt gỗ này để mang xẻ làm cái nhà đấy nhỉ. Đây các bạn này. Đó, cây gỗ to này này. Dân này lên là cắt xẻ này để làm nhà đây này. Cái đầu tiên ok. Cái thứ hai thì bị người ta đánh sập. Rồi, hy vọng đến cái kế tiếp. À, Sánh là mấy cái? 12 cái à? Chú Quang 11 cái. Anh Chớ là
12 cái nữa. Wow. Càng đấy, kiểu gì? 36. Cả mấy người gộp vào 35 cái kiểu gì cũng là không được nhiều, được ít. Dinh kêu cho bẫy đi á. Cho bẫy đi rồi bạn. Để kêu nó kéo bẫy đi. Đây. Nó là khoa hết. Đây à, đặt đây à? Ừ. Đây đây đây, đặt đây này. Thế tìm theo chắc nó quanh đây thôi chứ gì. Cậu à, bạn có buộc cây buộc dây buộc cái gì không? Buộc cái dây này thôi, nó cắt mẹ rồi. Ô nhè. Đây. Chắc quanh quần đây thế à, kiểu gì nó đi sao đi xa được. Ô. Cái lỗ của nó, cái hang của nó ở đây. Trời, nó chui vào hang thôi. Không biết chuột hay là cây nhè. Ui, nhưng mà không thấy cái khóa chứ. Hả? Mang tao dập vào trên mau lửa thì cái lúc mới nhà rồi. Hay là ai cầm đi? Hay là họ lấy? Để tao kiếm mang thằng chúa. Có khi nào họ lấy không? Ui, thấy cái khóa sửa người ta lấy thôi. Ui, nhưng có khóa. Cái máy của mình phải có khóa chứ. Nhưng mà đây này nó bới bới đây này. Wow, cái nốt nó cào bới đây đúng không? Ừ, nó bới đây này, đây đi. Oh. Đấy, cái bưởi đây rồi. Con này chắc to đấy nhỉ. Con này chắc to đó. Lấy cả bẫy đi này to rồi. Ô, buộc cái dây này không chắc chắn rồi bạn ạ. Chờ nhé, nó kéo xuống đây, nó kéo. Nó chỉ, chắc là nếu nó ở đây, nó quanh quẩn đây thôi nhỉ. Thôi. Bị người ta lấy các bạn ạ. Có thể là nó là chặt cây xong là biết là thấy một cái bên kia, biết là chắc mấy cây quả này nhiều, nó là người đi tìm ấy nhỉ. Thiệt thật. Nếu không phải người lấy thì phải có cái khóa ở trong này chứ. Đúng rồi, nếu là nó lôi đi và phải là thêm khóa. Ừ. Thôi xong, người ta lấy rồi. Cái lỗ này. Nhưng mà lỗ này không đủ bẫy đi đâu. Nó vào đây nó mắc đây ngay. Mắc ngay đây, nhớ là nó đi ấy. Thôi xong rồi, mất một con. Mất một cái bẫy rồi. Quận đây. Cái khác. Quận đây chắc là người lấy. Cái này người lấy rồi. Không có khóa người lấy. Không thấy khóa mà nhỉ. Không thấy khóa người lấy rồi. Nó chắc là lấy luôn cả con kia này, với lấy cả bẫy luôn rồi. Đây. Con trồng đất các bạn ạ. Đang đi gặp bên này chạy qua này. Trồng đất đình đạng nhìn như lá cây ấy. Đấy. Hả? Hôm nay không có rơi à? Đây các bạn xuống đây, nhìn thấy cái hàng hốc như này, bạn xanh xuống đấy tìm này. Úi. Trước thì nhiều rơi lắm, điều không đấy. Hay là giờ này nó đi ra kiếm ăn chưa? Hả? Giờ này nó đi kiếm ăn chưa? Chưa. Nó đậu theo ở trong này à? Không, nó con sang đá bắt được hai con ngay chỗ này đấy. Hả? À? Chỗ này, nó quấn cái này. Thế à? Để bắt được hai con, có một con, hai con to như nhau. Chắc là lâu lắm nhỉ? Ủa, chưa được lâu đâu. Cách đây tầm 3 tháng thôi, 4 tháng đến thôi. Ồ, nhè. Ừ. Có con dơ này. Còn lỗ vào sâu nữa, vào tận sâu trong kia nữa, không có cái gì nữa à? Vào tận sâu ở cái kia nhưng mà không đi nữa, đi xa lắm. Ừ, không, ở trong đấy thì con chăn đá nó hay ở sâu như thế không? Không, chăn đá nó toàn ở ngay cửa lỗ này thôi, con sâu nó không ở đâu mà. Sâu quá, nó sợ, nó ở cửa lỗ, nó còn đi kiếm ăn. Đi, đi, để kiếm cái bạn biết tới để chơi vào ngay, đi kia, đi cũng có một cái. Thế đấy có một cái nữa cơ à? Hai cái. Ôi dồi, nhiều động thế. Ừ. Ôi, ra thôi các bạn ạ, không thấy cái gì. Ngủ lên tù luôn đấy. Đây lại về đến tiếp một cái hang lại vào tiếp. Ai da. Rồi, phải mình lại vào tiếp các bạn. Đây. Vừa có người về ngủ trên lâu rồi. À đây cũng có người về ngủ đây để là chuyên đi bẫy đấy. Về ngủ đây này. Nó ngủ đây này. Bày với sàn đây các bạn này. Đó. Đá này. Trong này thì lại giải lá và ngủ trong này thoải mái, mưa gió nắng chẳng phải lo sợ cái gì. Con ở bên xuyên cái con tăng đá đến
mình bắt được một con săn đá to ở đây, xong là rồi sau mình lại về xoay thấy một con mà bé không bắt, này không bắt tầm nào xấu này không bắt. Bây giờ thấy là bắt đấy nhỉ, bắt làm thịt ăn. Bây giờ bắt được ấy, có ấy. Đi nhỉ, mình đi chơi, đi dưới này xem. Thì á, càng ngày sâu. Đây người ta bị ngủ nhiều rồi, cái gió này. Người ta bị lủ ngủ nhiều nhỉ. Cái này nó ngủ là mưa gió không sợ. Mưa gió không sợ đâu nè. Hơi tối, bên pin thôi bạn. Không thấy con rơi nhỉ. Không có con rơi đấy. Thằng này là không có rơi. Có nhưng mà nó tối tối nó chạy nó dạt đâu về, nhưng mà mình đi xoay không thấy có. Ây da, sầu nhè. Càng đi càng sâu. Xuống thật mát mẻ đây, xuống. Nãy mùa hè đây thật. Mát. Khô, mùa này chắc là không có nước rồi. Có cua bé à? Đây. Sâu lắm anh nhỉ? Có cái lỗ này vào trong sâu nữa không? Trong này nó có nước. Đấy còn đấy nữa, trong này thôi. Không có nước à? Có nước uống không bạn? Có nước uống. Lấy ít nước uống nhỉ? Có nước không? Có. Về đấy. Đấy. Đẹp. Quá đẹp luôn đấy. Trong này nó cũng có một cuốn nước đấy. Xa quá. Được trong vắt đây này. Liệu có còn gì ở trong cái này không? Chẳng biết. Thì người ta còn mang cái cuốn bán về kê đây này. Xuống đây đi, đi kia này. Sầu quá. Còn đá này mới đẹp. Khu đá đẹp. Đá đẹp. Quá đẹp. Nhìn xanh bê bê. Chưa trải nghiệm khám phá nhiều cái. Mặt quay dưới này mới đẹp. Như quan trọng một số lượng này nhiều lắm. Thôi thôi quay đây thôi. Mình quay lại thôi. Thật lát sắp thành đá rồi này. Cái này đá vôi nó xuống nó chảy xuống. Bắt đầu nó dính vào. Đẹp thật các bạn. Có một lần đi trải nghiệm này cũng là điều thú vị. Ôi, không tối quá. Vào trong hàng này. Rồi, ra ngoài nhé. Rồi, tiếp tục. Việc có cái gì không? Vào một khoảng. Mười rồi, xong rồi, dính rồi. Nó còn là khoảng hé đây. Chuột, chuột, chuột. To đấy nhỉ. Con này to. Đó, cái nốt nó đi này, các bạn này. Đấy. Cái này nó là một đường nó nhiều lắm đúng không? Ừ, một đường nó thì nhiều đấy. Nhiều con đúng không? Không phải một con đâu. Không con đâu. Kinh nghiệm bấy. Cho cái lá vào này, đi qua nó dẫm vào. Ừ.
À, đây phải lấy đá nhỏ nhỏ mịn này cho vào này này. Để cho vào cái này thôi. Nhìn đây, nó không thấy cái gì hết, không biết. Mấy cái này không phải là kỹ thuật đấy. Ôi dồi ôi, được tay rồi. Được, sống mất rồi. Đây, dính hàng cái bàn tay của nó này. Ui dồi, được tay rồi, con này to. Vẫn to. Đi. Thế nó cụt như này thì nó có? Nó vẫn sống. Nó sống à? Ừ, nó vẫn sống. Ô nhè, tiếc thật. Tiếc. Cái bẫy này nó ấy quá. Nó bé quá. Khó ăn đầu. Phải dính đầu rồi. Tiếc thật kìa. Nhé, cái này được mới đúng. Nó cũng được, cũng chẳng qua là nó đứt tay thôi. Thế bên nó đứt này là nó chắc lâu nó mới ra đấy nhỉ? Nó vẫn đói, nó vẫn ra mà. Không bao lâu là, ý là mình bấy một tuổi ấy, không bao lâu là nó vẫn lại vào tiếp thôi mà. Vào là thấy cái chân nó cụt luôn. Bấy được cái lợi cụt tay nhiều rồi. Ghê thật, kéo cho cụt tay, thà cụt tay, thà không hy sinh. Cái bẫy nó sắc quá, xong là nó nhảy, xong là nó đứng này. Không phải nó cắt đâu. Nó kéo lên kéo xuống là nó không đứt đi. Thế là còn 4 cái nữa thôi. Còn 4 cái nó đang nhễ rồi. Không sống là được à. Thêm 2 con nữa. À, còn 4 cái là đâu, vẫn còn 5 cái chứ. 5 cái nữa nhỉ. Ừ. Hy vọng 5 cái này là cũng ok mà. Hy vọng là tin vui là từ là chú Quang với lại anh Chớ. Ừ. Anh Chớ bẫy giỏi đấy nhỉ. Anh Chớ bẫy giỏi. Thế chắc là hy vọng à. Anh Chớ thì phải nói là anh Chớ bẫy giỏi. Bẫy này mình phải rất cẩn thận đúng không, là để có quả đá to. Quả đá to là nó kẹp vào thì con chuột nó lại không ăn thua mấy, nó sống đi. Cô không dính à? À, dính à? Ừ, thì được 3 con đấy cũng được rồi. Hy vọng mấy người kia nữa. Chuột. Chuột. Chuột nhà thôi con này. Con này chuột nhà. Ừ. Không phải chuột hang à? Không phải đâu. Thế cũng được rồi. Kiểu dính con cày ấy, sao đi dính con chuột này nhỉ? Đi mãi cũng đến cái nguồn nước đây các bạn. Con này sẽ là nghỉ ngơi ở trên ngay trên này thôi đúng không Thánh? Ở trên này có nguồn nước đây các bạn. Cứ con nước là ok à? Tối xong là đi soi ếch các thứ để cua theo cái suối này luôn. Rồi. Thôi, việc khát nước quá, uống nước đã các bạn nhé.